Back to School 2024, chương trình ưu đãi lớn nhất năm cho học sinh, sinh viên tại Hoàng Hà Mobile. Giảm 10%, tối đa 10 triệu cho tân sinh viên có điểm thi đại học bằng hoặc hơn 9 điểm. Giảm 5%, tối đa 500.000 khi mua laptop, điện thoại, phụ kiện công nghệ. Quét ngay mã QR để biết thêm thông tin chi tiết. Chào các bạn, đứng trước nguy cơ bị biểu tình đảo chính lật đổ chính phủ, Campuchia đã phải huy động hàng nghìn cảnh sát cơ động sẵn sàng ứng phó, trấn áp người biểu tình. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra với Campuchia? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Như nhiều người nói rằng, có vẻ như cách mạng màu đã lan đến Campuchia. Trước đó ở Myanmar và Bangladesh đã nổ ra các cuộc biểu tình, được cho là do yếu tố cách mạng màu kích động người dân. Các bạn thấy là ở Bangladesh khói lửa khắp nơi, việc biểu tình chưa biết mang lại kết quả gì hay không, nhưng mà trước mắt đã có hàng loạt các đối tác nước ngoài bỏ chạy, kinh tế đã khó khăn, giờ còn khó khăn hơn. Các doanh nghiệp dệt may mất đi nhiều hợp đồng béo bở, và thật may là mấy đơn hàng đó có vẻ như đã nhanh chân chạy đến Việt Nam. Thôi thì các bạn không hưởng thì chúng tôi xin. Có lẽ nên cảm ơn người biểu tình Bangladesh đã có tấm lòng lo lắng cho nền kinh tế Việt Nam. Rồi đến Myanmar, các cuộc biểu tình mà thực ra là nội chiến luôn chứ chẳng phải biểu tình nữa đã nổ ra khốc liệt hơn cả Bangladesh. Ở Myanmar có đến 5 lực lượng vũ trang chống lại quân đội của chính phủ, mà thực ra thì chính phủ lại là của quân đội. Nói chung, cuộc chiến này về cơ bản là giữa quân đội và các phe đối lập. Và tình hình thì còn tệ hơn cả Bangladesh. Việc làm thì đã không có, kinh tế nghèo đói rồi mà nhân mạng còn bị xem như cỏ rác. Thật sự rất kinh khủng. Vậy thì phải chăng cách mạng màu đã lan đến Campuchia? Có đúng vậy không? Thì câu trả lời thực ra là không. Mà cách mạng màu vốn đã ở Campuchia từ rất lâu. Từ lâu rồi Campuchia vẫn ngấm ngầm có cách mạng màu, chứ đâu phải là nó mới xảy ra mà bảo là lan đến Campuchia. Chẳng qua là nó âm ỉ, không rộ lên thành bạo lực khiến thế giới chú ý như Bangladesh hay là Myanmar thôi. Nói cách mạng màu lan đến Campuchia là chưa thực sự tìm hiểu về lịch sử. Ví dụ như, ngay từ 11 năm trước, vào năm 2013, ở Campuchia đã bùng nổ biểu tình. Hàng đoàn người đông như kiến cầm cờ xuống đường phản đối chính phủ. Đây là một trong những cuộc biểu tình khốc liệt nhất tại Campuchia. Bạo lực đã nổ ra và ít nhất 4 người đã thiệt mạng. Vậy thì, người dân Campuchia biểu tình vì cái gì? Ai là người đứng sau thao túng các cuộc biểu tình này? Vâng, đây là nhân vật chính của chúng ta, mà thực ra là idol của người biểu tình ở Campuchia, ông Sam Rainsy. Tóm tắt về ông này thì ông này là con của phó thủ tướng Campuchia, được đất nước ưu ái cho sang Pháp đi học. Và trong thời gian đó, ông này đã có được hàng loạt bằng cấp về khoa học chính trị, kinh tế học, kế toán và quản trị doanh nghiệp. Nói chung ông này có vẻ là một nhân tài, còn có tài hơn sư Thích Chân Quang của Việt Nam hay không thì mình không chắc. Nhưng mà trên đời này khó tìm được người thứ hai chưa có bằng cấp 3 mà lại học tiến sĩ trong 2 năm. Nên ông Rainsy chắc là phải xem sau thôi. Ông Sam Rainsy được cái là cũng rất tích cực lên án bọn Khmer Đỏ tàn bạo, độc ác. Như các bạn đã biết, Khmer Đỏ đã gây thiệt mạng cho hàng nghìn người vô tội Việt Nam ở phía biên giới và đã bị quân đội Việt Nam đánh cho phải ôm dép bỏ chạy. Khi hơn 30 tuổi, ông Rainsy này đã phát hành một tờ báo có tên là Tiếng Nói Campuchia Tự Do, đa phần là lên án những hành động tàn bạo của bọn Khmer Đỏ. Đến năm 1991, thì ông Rainsy đã từ Tây trở về và tỏa sáng như ánh chân quang. Ông nhanh chóng được cất nhắc vào một vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước của Campuchia, đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên, chỉ sau có 3 năm, vì cái gì thì không ai biết rõ, nhưng mà vị Bộ trưởng Tài chính trẻ tuổi, được cha là Phó Thủ tướng hết mực tự hào, đã bị cách chức và bị khai trừ khỏi đảng. Ở phương Tây thì có câu là nếu bạn không tự xây ước mơ cho bản thân, thì bạn chỉ có đi làm thuê cho ước mơ của người khác. Và có lẽ ông Rainsy đã vận dụng câu nói này trong trường hợp mà không ai nghĩ tới, đó là bị đuổi khỏi đảng thì tự mình đi lập đảng riêng. Và thế là ông này lập luôn một đảng ở Campuchia. Mà người ta đặt tên đảng thì thường sẽ đặt là Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa hay Đảng Cộng Sản vân vân. Thế còn ông này đặt luôn tên mình Đảng Sam Rainsy. Thế rồi đến năm 2012, đảng của ông Sam Rainsy đã sáp nhập thêm Đảng Nhân Quyền Campuchia để tạo ra một đảng mới gọi là Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia. Nghe cái tên thôi các bạn cũng đoán được rồi. Cái đảng này cho rằng Campuchia đang bị đe dọa bởi nền chính trị hiện tại và đảng này sẽ ra tay để giải cứu Campuchia. Thế nhưng mà ông Sam Rainsy định cứu Campuchia kiểu gì? Theo này lại có một bước đi mà có lẽ là cũng chẳng ai ngờ tới.
đó là ông ta đến biên giới Việt Nam Campuchia ở tỉnh Long An. Rồi các bạn đoán xem, ông ta làm gì? Bắt cóc người Việt phải không? Không, ông ta đến bắt cóc 6 cái cọc biên giới Việt Nam, nhổ chúng lên rồi vác về thủ đô. Tại sao ông ta lại làm như vậy? Thì câu trả lời là ông ta vu cáo cho Việt Nam là chiếm đất của Campuchia thông qua việc phân giới cắm mốc. Không hiểu là tại sao một người đang lên án mạnh mẽ Khmer Đỏ mà Việt Nam lại là người đã cứu Campuchia khỏi Khmer Đỏ, thế mà ông này lại không biết ơn, lại còn nói Việt Nam chiếm đất của Campuchia. Liệu rằng không có Việt Nam năm đó thì ông này liệu có còn được sống đến ngày nay để mà đi bắt cóc mấy cái cọc này hay không? Sau vụ việc thì phía Việt Nam đã lên tiếng mạnh mẽ với hành vi phá hoại mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia. Và cái tay Rinsey đã bị xử tù 11 năm về tội tuyên truyền thông tin sai lạc và phá hoại tài sản quốc gia, giả mạo, phát hành tài liệu và bản đồ sai trái nhằm cản trở công tác phân giới cắm mốc của Campuchia. Để không phải sống trong tù thì Rinsey đã chạy sang sống lưu vong tại Pháp. Đến tháng 7 năm 2013 thì ông ta được Hoàng gia Campuchia ân xá và cho phép trở về nước. Nhưng mà đó lại có thể là một quyết định sai lầm của Hoàng gia Campuchia, bởi khi vừa mới về nước thì Rinsey lại tiếp tục lãnh đạo các cuộc biểu tình. Cho đến nay thì nó vẫn là cuộc biểu tình khốc liệt nhất. Các mục đích mà người biểu tình do ông Rinsey lãnh đạo gồm có: thứ nhất là tuyên bố chống lại chính phủ của ông Hun Sen, cho rằng ông này có gian lận bầu cử, chứ làm gì mà năm này qua năm khác được người dân tin tưởng bầu làm thủ tướng như vậy. Như các bạn đã biết là ông Hun Sen được giữ chức thủ tướng từ năm 1998 đến tận năm 2023, là vị thủ tướng tại vị lâu nhất của Campuchia và cũng là một trong những nguyên thủ lâu đời nhất trên thế giới, 25 năm. Thứ hai là đoàn biểu tình của ông Rinsey đòi tăng lương tối thiểu lên. Thứ ba là phản đối người Việt Nam. Theo cuộc phỏng vấn trên báo Cambodi Daily năm 2014, nhiều người biểu tình đã tách ra và họ tìm kiếm lùng sục các cửa hàng, các cơ sở kinh doanh của người Việt Nam để đập phá, cướp tài sản. Một người đàn ông đã trả lời phỏng vấn với phóng viên rằng họ chỉ tìm kiếm những nơi của người Việt Nam. Họ không làm hại những người không phải là người Việt Nam. Họ lấy hết mọi thứ, bao gồm quần áo, 4 chiếc TV và chiếc xe máy, tổng cộng khoảng 40.000 đô la. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Đoàn biểu tình bạo lực đến mức khi đập phá cửa hàng do người Việt Nam làm chủ, họ đã khiến 3 nhân viên nữ trong cửa hàng sợ hãi nhảy từ cửa sổ tầng 2 để thoát thân. Biểu tình nổ ra suốt tháng 12 năm 2013 đến tháng 1 năm 2014, cảnh sát đã mạnh tay và đoàn biểu tình đã tan rã. Còn ông Rinsey thì lại chạy đi lưu vong. Đến năm 2017, Rinsey quá chán với cái đảng của mình, không làm được trò gì nên đã từ chức chủ tịch đảng và đảng cũng bị giải thể. Tuy nhiên chỉ vài tháng sau thì ông ta lại tuyên bố quay ngoắt 180 độ rằng tôi sẽ trở lại chính trường Campuchia và trở thành một đảng viên của đảng cứu nguy dân tộc Campuchia. Thậm chí ông này còn nhấn mạnh rằng kể cả là đảng có bị giải tán hay không. Không hiểu là đảng giải tán rồi thì ông ta còn là thành viên của cái gì? Đến năm 2019, có lẽ là đang ngồi cà phê ngẫu hứng, ông Rinsey lại lên Facebook viết rằng vào ngày 9 tháng 11 năm 2019, tôi sẽ trở về Campuchia để giúp người dân đòi lại quyền tự do, dân chủ của mình. Thế nhưng mà thực tế là chính phủ Campuchia đã cấm bay với ông này, nếu ông ta có muốn về nước thì phải quá cảnh tại quốc gia láng giềng. Mà được cái là chẳng có nước nào chấp nhận ông ta, nên khi đến Malaysia thì ông ta đã bị bắt. Ngay sau đó ông này được thả và lại ra nước ngoài lưu vong. Đến gần đây thì phía Campuchia cho biết là các thế lực thù địch đã lên kế hoạch kêu gọi người dân biểu tình lật đổ chính phủ vào ngày 18 tháng 8 năm 2024. Vậy nên để đảm bảo an toàn, Campuchia đã điều động hàng nghìn cảnh sát sẵn sàng trấn áp nếu có biểu tình nổ ra. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay thì đã chẳng có cuộc biểu tình nào nổ ra ở Campuchia. Như vậy khả năng là các ông ở nước ngoài lại ngẫu hứng đăng tin cho vui cho chính phủ Campuchia đào đầu. Các bạn lưu ý là mình thấy có nhiều kênh đăng tin Campuchia biểu tình bạo loạn, nghe xong mà cứ tưởng Campuchia sắp loạn như Bangladesh, nhưng mà thực ra là chưa có cuộc biểu tình nào nổ ra cả. Campuchia vẫn đang rất là bình thường. Thế nên các bạn xem tin tức phải chịu khó xác minh nhé, để tránh bị dạt mũi. Và đó là những gì đã và đang đe dọa chính phủ Campuchia. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.